Rồi đi về nhà, đi về nhà trước cửa nhà rồi ăn đi con không. Về đây ăn tất niên. Nhà mình gắn đèn năng lượng mặt trời cho hàng xóm người ta đi mà, xong thấy sáng lên người ta săn bắt rái cá luôn. Rồi về tới nhà rồi, ngôi nhà của thần tiên đây. Hello. Đây. Đây. Lấp ly. Lấp ly nè. Đây 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 đây. Ê, ăn tất niên đi, còn chần chờ gì nữa. Cái đùi này cho lấp ly. Phan. Phan phan phan. Đừng sợ con người. Đi. Đây đây đây. Ăn đi. Đó giờ chắc ở bển 6 tháng nay chưa ai cho tụi con ăn ngon được một bữa vậy đúng không? Nè. Phan, để đây. Eat. Sit. Sit. Ăn đi con. Giờ mấy thằng kia mở cửa ra luôn. Từ từ.